Sư rất là hoan hỷ khi mà chúng ta có những cái buổi học đi vào trong chánh tạng như thế này. Chính vì những cái buổi như thế này đó, quý vị mới hiểu và mới thấy được Phật Pháp là thâm sâu. Còn nếu như mà chúng ta chỉ đơn giản đi chùa ngày rằm, rồi thỉnh thoảng có nghe Pháp, thì các vị Pháp Sư khi mà giảng những cái bài ngắn, các vị không có đủ cái thời gian để trình bày những cái vấn đề ở trong kinh tạng. Thành ra nếu như mà mình nghe, thậm chí quý vị có nghe sư giảng đi chăng nữa, hay nghe bất kỳ vị nào giảng, mà chỉ những cái bài lẻ đó, mình nghe tới nghe lui, mình sẽ có cảm giác hình như các sư các thầy biết có nhiêu đó, nó tới nó lui có nhiêu đó. Mà phải khi nào chúng ta đi vào trong trung bộ hoặc bất kỳ một bộ kinh nào, đi thẳng vào kinh tạng, chúng ta mới thấy Phật Pháp là bao la. Mà sư phải nói, không phải là sư nói đùa đâu, nhưng mà có nhiều khi sư cảm thấy là dạy xong cái lớp trung bộ này mình chết là vừa. Nghĩa là sao? Đủ kiến thức để mình xài rồi. Tại vì trung bộ, trường bộ thì thiên về cái lý luận là nhiều, có pháp hành nữa, nhưng mà thiên về những cái vấn đề gọi là lý luận, thiên về cái gọi là cái trí phân tích là nhiều. Còn trung bộ là đi vào trong pháp hành. Ngày hôm nay sư dạy tiếp cái bài Tất Cả Lậu Hoặc, đến cái bài là Đoạn Trừ Các Lậu Hoặc Nhờ Vào Khâm Nhẫn. Ban đầu sư tính là lướt qua thôi, bởi vì quý vị đọc chánh kinh đi, có cái bản chánh kinh, đọc chánh kinh cái đoạn mà các lậu hoặc cần được đoạn trừ nhờ kham nhẫn, chúng ta đọc có vẻ như là nó không có cái gì hết, nó đơn giản mà chúng ta có thể hiểu được, có thể hiểu được. Nhưng khi mà sư đọc qua chú giải và sư thống kê lại để có những cái gạch đầu dòng mà một chút xíu nữa quý vị sẽ thấy trên màn hình, sư hết hồn. Là bởi vì nếu như chúng ta dùng cái pháp hành để chúng ta nhìn cái đoạn kinh này á, thì ngày hôm nay quý vị sẽ học về cái pháp hành kham nhẫn mà sư đảm bảo quý vị chưa bao giờ thấy ở bất kỳ chỗ nào khác. Và bài hôm nay nó hơi nhiều, cho nên là sư đi thẳng vào luôn ha. Ở đây á, là đầu tiên chúng ta học về cái sự kham nhẫn đối với cái lành. Ở trong kinh tạng thì chỉ nói là vị tỳ kheo quán chiếu kham nhẫn đối với cái lành. Nhưng mà bây giờ chúng ta quán chiếu như thế nào để chúng ta có thể kham nhẫn được với cái lành? Nó không đơn giản đâu. Đầu tiên á, chúng ta phải suy xét. Chúng ta quyết định khi đối diện với cái lạnh, chúng ta quyết định là tôi sẽ kham nhẫn với cái lạnh. Đầu tiên chúng ta phải quyết định trước. Quyết định là kể từ bây giờ nè, tôi sẽ kham nhẫn với cái lạnh. Kham nhẫn bằng cách nào? Thận trọng quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát trong một cái tinh thần giống như là một người lính ở biên cương nhìn thấy kẻ thù, nhìn thấy tên gián điệp, mà nó bắt đầu nó diễn những cái bài của nó. Nó than nghèo, nó kể khổ, nó giả bộ là người đáng thương để nó đi qua được cái cổng thành. Thì mình phải nhìn vào nó, cẩn thận đối với nó. Bởi vì nó sẽ diễn ra rất là nhiều những cái hình thức để nhằm mục đích thuyết phục mình cho nó tấn công vào trong thành. Cho nên ở đây cái sự chánh niệm tỉnh giác ở đây
là mình ở trong một trạng thái cảnh giác cao độ của một người lính canh gác cổng thành. Khi nhìn thấy kẻ thù nó đang than nghèo kể khổ, nó đang làm mọi cách để thuyết phục mình cho nó đi vào cổng thành. Mà ở đây là cái gì? Sự run rẩy. Khi mình lạnh mình sẽ run rẩy, mình sẽ dao động, rồi chúng ta sẽ có khuynh hướng đi tìm những chỗ ấm áp. Cẩn thận quan sát nó. Chúng ta đang lạnh nè, đang lạnh, quan sát nó, quan sát cái sự run rẩy của tấm thân này, quan sát cái sự run rẩy của nó, quan sát cái sự dao động của nó, quan sát cái ý muốn đi tìm nơi ấm áp hơn, hoặc đi tìm y phục để mặc thêm, đi tìm mền để đắp vào, đi tìm mọi cách để làm cơ thể ấm. Quan sát nó. Nó đang là kẻ thù của mình đấy. Nó đang diễn biến và nó đang cố gắng thuyết phục mình. Hãy cẩn thận và quan sát nó. Chúng ta đang đi vào trong pháp hành đó quý vị, chứ không phải mình đang nói chơi đâu. Quan sát. Đối mặt với nó. Và khi chúng ta đối mặt, mình quan sát như vậy đó, nó sẽ không có cơ hội thuyết phục mình. Thì như vậy chúng ta mới gọi là kham nhẫn. Chứ không đơn giản là chúng ta chỉ cắn răng mà chịu. Thì cái, quý vị thấy, cái sự cắn răng mà chịu á, trí tuệ ở đâu? Trí tuệ phát sanh ở chỗ nào? Trong khi đó đi vào pháp hành, chúng ta mới thấy rõ, đúng, chúng ta sử dụng trí tuệ nè. Quan sát nó đó, quan sát nó, phân tích nó, cẩn trọng đối với nó. Thì khi đó chúng ta đang có sự chánh niệm tỉnh giác. Và đây là quán thọ trên các thọ đó, thưa quý vị. Thường chúng ta học tứ niệm xứ, đến cái phần quán thọ đó, người ta chỉ nói là lạnh thì biết là lạnh. Nhưng mà biết là biết cái gì? Thực hành là thực hành cái gì? Chính ở cái đoạn kinh này chúng ta mới biết là chúng ta phải quan sát cái lạnh như thế nào. Đấy. Rồi sau đó đó, chúng ta tiếp tục suy tư. Cái lạnh mà chúng ta đang chịu này, nó không là cái gì so với cái lạnh ở địa ngục. Bây giờ mà mình thân hoại mạng chung, mình đi xuống địa ngục, thì chúng ta phải chịu cái lạnh của địa ngục, nó khổ gấp trăm gấp ngàn lần như thế này. Đấy. Mà bây giờ mình không chịu được cái lạnh như vậy, đến hồi đó mà mình đi xuống địa ngục thì nó còn khổ đến như thế nào nữa. Quan sát nó. Nhờ chúng ta có sự suy tư về cái lạnh ở các khổ cảnh, chúng ta có được cái sự kiên cố trong nội tâm để chúng ta tiếp tục chống chịu lại với cái lạnh. Quý vị nên ghi chép nha. Những cái này đáng lẽ là sư cho các bạn in rồi phát cho quý vị mỗi người mỗi tờ là xong chuyện rồi. Nhưng mà những cái dòng này nè, những cái gạch đầu dòng này nè, quý vị thấy trên màn hình á, nếu như chúng ta không ghi là chúng ta không nhớ đâu. Thành ra quý vị phải ghi. Phải ghi lại.
Rồi sau khi chúng ta quan sát như vậy, chúng ta ngó tiếp. Khi mà chúng ta có cái lòng mà muốn tìm chỗ ấm áp hơn, có lòng muốn buông bỏ, không muốn chịu lạnh nữa, hãy suy nghĩ. Chính bởi vì sự khuất phục này nè, mà chúng ta đã luân hồi trong vô số kiếp. Mà trong dòng luân hồi như vậy đó, cứ mỗi một lần chúng ta đối mặt với cái lạnh là chúng ta lại khuất phục, chúng ta lại run rẩy, chúng ta lại dao động, chúng ta lại đi kiếm chỗ ấm áp. Chính bởi vì như vậy mà chúng ta tiếp tục tái sanh. Mà khi chúng ta tiếp tục tái sanh như vậy đó, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đối diện với những cái lạnh như thế này nữa. Thành ra đó, nó không bao giờ chấm dứt. Mà như sư nói ở cái ý trước, trong dòng luân hồi, số kiếp chúng ta đi xuống nhiều hơn số kiếp chúng ta đi lên. Mà như vậy, chúng ta sẽ đối mặt với những cái lạnh còn kinh khủng hơn như thế này nữa. Mà bây giờ đó, cái lạnh như vậy chúng ta còn trong khả năng chịu đựng được, thì mình phải nỗ lực vượt qua nó. Chỉ có cách kham nhẫn vượt qua cái lạnh này nè, chúng ta mới có cơ hội chấm dứt sinh tử luân hồi. Đó là cách mà cái trí chúng ta hoạt động. Rồi sau đó, đó chúng ta tiếp tục suy nghĩ đến các cái bậc tiền nhân. Các ngài đó đã chịu lạnh giỏi hơn chúng ta rất là nhiều. Như là ngài Trưởng lão Pathaniya, khi mà ngài thực hành thiền á, tuyết nó rơi xuống gọi là lúng, gọi là quá cái đầu gối của ngài. Hành thiền mà tuyết nó dâng lên nửa người mà ngài vẫn tiếp tục ngài hành thiền. Tại vì sao? Bởi vì á, ngài suy nghĩ á, cái lạnh mà ta đang chịu như vậy nè, nó không là gì so với cái lạnh ở địa ngục. Thành ra đó, vị trưởng lão tiếp tục kham nhẫn đối với cái lạnh và tiếp tục phát triển trí tuệ quán. Nhờ như vậy ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán. Cái phát triển trí tuệ quán khi chúng ta kham nhẫn cái lạnh là phát triển như thế nào? Đầu tiên là những cái mà sư nói cho quý vị từ nãy giờ, tức là từ cái chuyện đề phòng với cái lạnh, đề phòng cái tâm dao động, đề phòng cái sự muốn tìm nơi ấm áp, cho đến chúng ta suy nghĩ về cái lạnh của địa ngục, rồi chúng ta đã suy nghĩ tiếp về dòng luân hồi. Sau đó, đây là cái mà sư không biết phải ghi như thế nào ở trên bảng nè, bởi vì đây nó thuộc về cái pháp hành. Chúng ta suy tư, do đâu mà chúng ta phải chịu cái lạnh như thế này? Đó là bởi vì chúng ta có tấm thân này. Mà do đâu chúng ta có tấm thân này? Do chúng ta đã tạo các nghiệp trong quá khứ, nó mới dẫn đến chuyện đầu thai chúng ta có tấm thân này. Mà nếu như bây giờ đó, chúng ta không thể kham nhẫn được đối với cái lạnh, chúng ta sẽ tiếp tục tạo các nghiệp thiện ác, và chính các nghiệp thiện ác đó đưa chúng ta đi đầu thai ở đời sau kiếp khác. Như vậy trong cuộc đời của chúng ta quanh quẩn sanh tử rồi lại sanh, không bao giờ chấm dứt những cái khổ như thế này. Những cái khổ không bao giờ chấm dứt. Mà chính bởi vì như vậy đó, khi chúng ta suy tư một cách hợp lý,
chúng ta sẽ sanh ra một cái trí gọi là trí nhàm chán. Chúng ta sẽ nhàm chán, chán tấm thân này, chán cái khổ này, chán dòng luân hồi này. Mà nhờ chúng ta nhàm chán như vậy đó, chúng ta mới có cái lòng buông bỏ, mới có sự muốn chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn muốn luân hồi thêm một chút xíu nào nữa. Và cái sự mà thường xuyên suy tư như vậy, nó đưa đến sự nhàm chán. Mà sự nhàm chán nó đưa đến sự ly tham. Mà ly tham ở đây tức là sự xả ly. Mà cái từ xả ly đó, đó nó đưa đến sự giải thoát. Chính bởi vì như vậy, khi chúng ta kham nhẫn với cái lạnh, chúng ta mới phát triển được trí tuệ quán. Cái trí bát nhã từ đó mà sanh. Còn nếu như chúng ta chỉ đơn giản cắn răng đối với cái lạnh thì nó chưa đủ. Rồi thế nào là vị tỳ kheo kham nhẫn với cái nóng? Cũng tương tự như vậy. Đầu tiên khi chúng ta đối mặt với cảm thọ nóng, chúng ta sẽ quyết định ta sẽ kham nhẫn với cái nóng này. Mà khi chúng ta kham nhẫn với cái nóng, trí của chúng ta cẩn trọng, đề phòng, quan sát những cái phản ứng do cái nóng đem lại. Đó là gì? Sự đổ mồ hôi, sự run rẩy, sự dao động. Lúc đó mình ngồi không yên, mình đứng không yên. Rồi nó sẽ có cái suy nghĩ tìm cách nào đó để cho nó mát mẻ hơn. Hoặc là đi vào ở trong phòng, hoặc là đi vào trong bóng râm, hoặc là kiếm một cây quạt. Hãy cẩn trọng với những suy nghĩ đó. Hãy nhìn vào nó. Nhìn giống như đó, một người lính đang canh gác ở cổng thành, biết rõ đây là tên gián điệp. Nó đang nỗ lực, nó than nghèo kể khổ, nó bán thảm để nó tìm cách thuyết phục mình. Thành ra đó, cẩn thận quan sát những phản ứng do cái nóng đem lại. Quan sát nó. Rồi sau khi mình quan sát như vậy, ta quyết định ta sẽ không khuất phục, ta sẽ kiên trì không khuất phục đối với những cái sự dao động như thế này. Nhờ như vậy đó, chúng ta mới có sự dũng cảm đối mặt với nó. Sau đó đó, chúng ta suy tư. Cái nóng này nè, nó không là cái gì so với cái nóng ở địa ngục. Quý vị đang hành thiền, trời nắng nóng, nhưng cái nóng đó nó có bằng cái chuyện quý vị đưa cái tay vào ở trong lò lửa không? Nó có bằng cái chuyện mà cái bếp dầu đang sôi, chúng ta đưa cái tay chúng ta vào đó không? Không bằng. Bởi vì cái phỏng do lửa, cái phỏng do dầu sôi đó, cái nó kinh khủng hơn rất là nhiều so với cái nóng mà chúng ta đang phải chịu khi chúng ta đang hành thiền. Nhưng mà nếu như chúng ta đi địa ngục, cái nóng đó nó còn hơn cái nóng chúng ta đang phải chịu nữa kìa. Có những cái địa ngục nóng, ví dụ như địa ngục đồng sôi, nó không đơn giản là chảo dầu đâu, nó là chảo nước đồng đang sôi, tức là nước kim loại đang sôi. Mình rơi vào ở trên đó, chìm từ ở trên mặt đồng, mình chìm xuống dưới đáy nồi.
Rồi từ đáy nồi mình trồi lên trên, sau đó lại tiếp tục chìm xuống. Quý vị cứ tưởng tượng cái cảnh mình đút cái tay vào trong cái lò lửa, đút tay vào trong một cái bếp dầu đang sôi mà mình cắn răng mình để đó, mình không rút ra, nó đau đớn tới cỡ nào. Mà khi chúng sanh ở địa ngục là toàn cơ thể họ đi vào ở trong những cái chảo đồng đó, không thoát ra được. So với nó thì cái chuyện chúng ta ngồi thiền một chút xíu trời nắng, một chút xíu nóng nảy như vậy, nó là cái gì? Mà nếu như cái nóng một chút xíu này mà mình không chịu được thì đến hồi mình tiếp tục luân hồi sanh tử, mình còn phải chịu những cái nóng hơn, mình chịu như thế nào? Thành ra đó, tại sao chúng ta vẫn tiếp tục ngồi ở đây? Là bởi vì trong dòng sanh tử luân hồi, chúng ta đã khuất phục trước cái nóng. Mỗi lần bị nóng, chúng ta chịu không được. Mỗi lần bị nóng, chúng ta dao động. Mỗi lần bị nóng, chúng ta tìm chỗ mát mẻ hơn. Mà chính vì mỗi một lần bị nóng, chúng ta khuất phục nó như vậy đó, nó đưa đến cái chuyện chúng ta tiếp tục sanh tử luân hồi. Mà chính bởi vì chúng ta tiếp tục sanh tử luân hồi, chúng ta mới tiếp tục gặp những cái nóng như thế này, và những cái nóng còn hơn như thế này. Nếu như chúng ta biết, sau khi chúng ta thân hoại mạng chung này, mình sẽ nhảy vào trong cái lò lửa, thì sư tin là cái cách thực hành của chúng ta nó khác đi nhiều lắm. Khi suy tư như vậy đó, chúng ta biết sợ sanh tử, sợ luân hồi. Nhờ như vậy chúng ta mới có khả năng kham nhẫn với cái nóng như vậy. Tại vì mình biết có những cái nó còn nóng hơn như vậy nữa. Thành ra đó, phải kham nhẫn để vượt qua nó. Rồi chúng ta suy tư đến các cái bậc tiền nhân, các ngài đã kham nhẫn với cái nóng rất là nhiều. Như là trong Thanh Tịnh Đạo có nhắc về 500 vị tỳ kheo khi bị bọn cướp nó bắt trói ở trong rừng, khi khu rừng cháy, các ngài phải chịu cái sự nóng do bị thiêu đốt, bị thiêu sống. Và các ngài kham nhẫn với cái nóng đó, phát triển trí tuệ quán. Hoặc ở đây đó, trong chú giải có nói đến vị trưởng lão Pathaniya. Khi mà trời nóng như vậy, ngài ngồi ở ngoài trời nắng và ngài suy tư cái nóng ở địa ngục, và nhờ như vậy ngài tiếp tục kham nhẫn. Xin thưa, nếu như một cái ác nghiệp nào đó của chúng ta nó trổ, chúng ta đang ở trong nhà, căn nhà nó bốc cháy, không ra ngoài được, chúng ta bị nhốt ở trong, cái nóng nó tấn công chúng ta, lúc bấy giờ cái bài học ngày hôm nay nó sẽ cứu quý vị. Thay vì chúng ta kêu gào, chúng ta khóc lóc, chúng ta hoảng sợ, thì cái bài học ngày hôm nay nó sẽ cứu quý vị. Bằng cách nào? Suy tư, quan sát nó, quan sát nó. Cái nóng, hãy quan sát nó. Và suy tư, cái nóng mà chúng ta đang chịu nè, cái ngôi nhà đang cháy nè, lửa nó táp vào thân, mà nếu như chúng ta không chịu được, chúng ta chết rồi, chúng ta đi địa ngục nó còn hơn như vậy nữa. Mà khi lúc bấy giờ đó,
Khi chúng ta kham nhẫn được rồi đó, chúng ta suy tư cái gì? Để phát triển trí tuệ quán và có thể chứng đắc được đạo quả, khi chúng ta có cái khổ nó lớn lao như vậy, suy tư. Do mình có tấm thân này cho nên mình mới phải chịu khổ như thế này. Mà cái khổ này là cái khổ trong dòng sanh tử luân hồi mình luôn luôn phải chịu. Không biết bao nhiêu kiếp rồi, mình vẫn phải tiếp tục chịu cái khổ như thế này. Bởi vì mình có tấm thân này cho nên nó mới khổ như vậy. Mà do đâu mình có tấm thân này? Do mình đã làm các nghiệp thiện ác đời trước. Mà chính các nghiệp thiện ác đời trước dẫn mình đi đầu thai. Chính bởi vì mình đi đầu thai cho nên mới có tấm thân này. Mà vì có tấm thân này cho nên mới phải chịu khổ như thế này. Mà bây giờ nếu như mình không kham nhẫn được, nếu như mình kêu gào, mình than khóc, thì mình lại tiếp tục đi đầu thai ở đời sau kiếp khác nữa. Mà khi mình đi đầu thai ở đời sau kiếp khác nữa, mình sẽ tiếp tục gặp những cái cảnh khổ như thế này. Mình vẫn sẽ tiếp tục ở trong một ngôi nhà đang cháy mà không thoát ra được. Nhờ như vậy, trong khoảnh khắc đó, nó đưa đến sự nhàm chán sanh tử, đưa đến sự nhàm chán luân hồi. Mà nhờ mình nhàm chán như vậy đó, chúng ta có cái tâm xả ly. Mà nhờ cái sự xả ly, chúng ta hướng đến sự chấm dứt luân hồi sanh tử. Và đó là cơ hội để chúng ta chứng đắc được đạo quả, đặc biệt là vào giờ phút lâm chung. Thành ra cái bài học ngày hôm nay không phải là loại bài học mà chúng ta lôi ra chúng ta bàn ở trên những cái buổi cà phê, những buổi uống trà, mà đây là những bài học chúng ta sẽ áp dụng để thực hành. Và nhờ chuyện thực hành thường xuyên, khi chúng ta gặp chuyện, nó cứu mạng của chúng ta. Tiếp chúng ta phải quán chiếu, kham nhẫn đối với sự đói và sự khát. Ở đây đó cũng vẫn như vậy. Trong tâm lý đề phòng, cẩn thận quan sát những cái phản ứng do đói và khát đem lại. Sự đau đớn, sự khó chịu, sự bỏng rát và cái sự thôi thúc đi tìm đồ ăn và thức uống. Thậm chí nó thôi thúc chúng ta tìm kiếm những thực phẩm bằng những cách tà mạn. Có những người đó, khi họ đói, họ có thể giật đồ ăn của người khác để họ ăn. Mà nếu như chúng ta là người có trí tuệ, khi đó chúng ta thực hành quan sát cơn đói, kham nhẫn. Kham nhẫn đến mức mà khi cái đồ ăn để ngay trước mặt của mình ấy, mà mình chưa được ăn, thì cẩn trọng quan sát cái tâm của mình. Nó đang đánh lừa mình, nó đang thôi thúc hãy chộp lấy nó ăn đi. Nó đang thôi thúc mình bất mãn, tại sao tôi không được ăn. Nó đang hành hạ mình bởi những cảm thọ khổ. Cẩn trọng quan sát nó, bởi vì nó là tên gián điệp đang cố nỗ lực thuyết phục chúng ta để mở cổng thạch. Cẩn trọng
quan sát nó. Đặc biệt đối với những ai thọ bát quan trai hoặc là những vị tu sĩ buổi chiều lại rồi không được ăn nữa, khi mà cái khổ tấn công, cẩn thận quan sát nó. Để chi vậy? Để phòng ngừa cái chuyện là mình tìm lý do. Lý do nó dễ lắm quý vị, nó thiệt, nếu muốn ăn thì lý do nó dễ lắm, thành ra phải cẩn thận phòng ngừa nó. Nhờ như vậy đó mà mình vượt qua. Hãy suy tư, nếu như mình không kham nhẫn được đối với sự đối khác như thế này, mà khi mình thân hoại mạng chung thì mình có thể sanh vào cái hàng ngạ quỷ. Mà cái khổ của hàng ngạ quỷ đó nó hơn cái khổ hiện tại rất là nhiều. Hàng ngạ quỷ nó đối, nó khác hàng năm trời, hàng chục năm trời, hàng trăm, hàng ngàn năm mà nó không được ăn. Có những con mà cái cổ nó như là một cái lỗ kim vậy, đồ ăn, thức uống không trôi qua được, khổ biết là bao nhiêu. Thành ra nhiều khi sư không khuyến khích cái chuyện mà mình cúng đồ ăn, thức uống cho các hàng phi nhân. Bởi vì họ nhìn thấy được, họ ngửi được mà họ ăn không được, nó là một cái khổ. Thành ra cái khổ mà mình đang chịu nè, nó đâu là cái gì, nó không là cái gì hết. Và hãy nhớ Đức Phật nói đó, khi mà chúng ta sống trong sự thèm khát, tức là khi chúng ta đói và khi chúng ta khát đó, mà chúng ta thèm khát, sống trong tâm trạng thèm khát như vậy là chúng ta đang sống trong cảnh giới của loài ngạ quỷ. Mà khi chúng ta sống trong cảnh giới của loài ngạ quỷ như vậy, chúng ta đang tạo nghiệp để tái sanh vào hàng ngạ quỷ. Mà khi chúng ta thân hoại mạng chung, do cái nghiệp chúng ta cộng trú với loài ngạ quỷ, chúng ta sẽ đi vào loài ngạ quỷ chịu sự đói và sự khát. Và chúng ta suy tư đó, chính những cái đồ ăn thức uống này nè, đó là một trong những thứ khiến cho chúng ta phải nỗ lực kiếm tìm, nỗ lực để tìm kế sanh nhai. Chúng ta đi làm để chúng ta kiếm tiền, và chúng ta đi làm để chúng ta kiếm thức ăn. Mà chính bởi vì như vậy, chúng ta tạo các nghiệp thiện ác. Mà hãy suy tư những cái công việc ở xã hội, việc thiện nó ít hơn cái việc bất thiện. Và cho dù đó là thiện hay bất thiện thì nó cũng là nghiệp. Mà đã là nghiệp thì nó đưa đến sự tái sanh. Mà trong dòng luân hồi vô số kiếp, chúng ta sẽ tiếp tục gặp những cảnh đối khác như thế này. Thành ra hãy quyết định, như trong Thanh Tịnh Đạo nói, hãy quyết định là từ giờ trở đi ta sẽ không làm nô lệ cho tấm thân này nữa. Chúng ta đã làm nô lệ cho nó vô số kiếp rồi, cho nên bây giờ chúng ta sẽ không làm nô lệ cho nó nữa. Nhờ như vậy mà mình vượt qua. Ý tiếp theo là hồi nãy sư có nói rồi, đó là gì? Khi chúng ta sống trong cái sự đối khác, sự khao khát như vậy, là chúng ta đang cộng trú với loài ngạ quỷ.
Mà nếu như chúng ta chết thì cái nghiệp cộng trú đó sẽ đưa chúng ta tái sanh vào loài quỷ đói. Đó là cái đáng sợ đó thưa quý vị. Cái đói khát bản thân nó chưa đáng sợ đâu, nhưng khi chúng ta đói khát mà chúng ta không có sự suy tư, không có sự tu tập, không có sự quan sát, thì chúng ta sẽ sống trong tâm trạng đói khát. Và đó là nghiệp đưa chúng ta đi vào loài quỷ đói. Và cuối cùng, hãy nghĩ về các bậc tiền nhân, các ngài đó đã chịu khổ như thế nào. Chư Tăng vào thời Đức Phật, rất nhiều vị thực hành hạnh Đầu Đà. Trong đó có những cái hạnh ví dụ như chỉ ăn một lần ở trong bát, tức là ngày hôm đó nếu như vị đó chỉ được một cái quả xoài thôi, thì vị đó ăn xong rồi là không bao giờ ăn thêm nữa, nhịn luôn trong ngày hôm đó. Và vị đó vẫn tiếp tục nỗ lực để hành thiền. Có bao giờ mà mình một ngày mình chỉ ăn một trái cây rồi mình nhịn không? Không có. Hoặc là có những vị đó, khi mà đi khất thực như Đức Thế Tôn, khi sư đọc kinh nhiều đoạn thương ngài lắm, ngài đi đến nơi đó để ngài thuyết pháp cho người ta, vì ngài biết người ta có cái cơ hội chứng đắc đạo quả. Nhưng mà cái giờ đó là giờ khất thực, thành ra là ngài xuất hiện, ngài thuyết pháp cho họ nghe. Họ chứng đắc đạo quả rồi, họ quỳ lạy, họ xin dâng cúng đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn từ chối, ngài nói rằng Như Lai thuyết pháp không vì vật thực. Và khi đó, trong ngày hôm đó, Thế Tôn nhịn đói. Mình đâu đã là cái gì. Thế cho nên các bậc tiền nhân vì các ngài có khả năng kham nhẫn. Như là ngài, nếu sự nhớ không nhầm là ngài Hộ Nhẫn. Một hôm ngài ôm bát đi khất thực, hôm đó tự nhiên ngài thèm, ngài thèm sầu riêng. Rồi ngài khi ngài đi khất thực, ngài được người ta dâng cúng sầu riêng, ngài mừng lắm, ngài chuẩn bị ăn. Và ngài thấy cái sự đói khát, cái sự thèm khát nó xuất hiện. Và để chiến thắng lòng ham muốn đó, ngài đã dâng cái trái sầu riêng đó đến vị trưởng lão, và ngài đổ nước lã vào trong bát uống và nhịn đói trong ngày hôm đó. Nhờ như vậy ngài có khả năng kham nhẫn và vượt qua. Nhờ chúng ta kham nhẫn như vậy đó, chúng ta mới có cơ hội phát triển trí tuệ quán. Phát triển như thế nào? Hãy nhìn vào nó, nhìn vào cái khổ của đói và khát nó đang hành hạ chúng ta. Suy tư vì sao mình có sự đói khát này? Do có tấm thân này cho nên nó mới có nhu cầu, và chính nhu cầu đó dẫn đến sự đói và khát. Do đâu có tấm thân này? Do chúng ta tạo các nghiệp thiện ác đời quá khứ, nó cho chúng ta đi đầu thai vào kiếp hiện tại này. Mà nếu như chúng ta không kham nhẫn được, thì dù chúng ta ăn hay uống, nó đều tạo nghiệp đưa đến sự tái sanh ở đời sau kiếp khác.
mà hễ còn tái sanh ở đời sau kiếp khác, chúng ta còn phải chịu sự đối khác như thế này. Nhờ như vậy, chúng ta có sự nhàm chán đối với sanh tử. Mà nhờ nhàm chán, chúng ta mới ly tham. Mà nhờ ly tham, chúng ta mới giải thoát được. Đó là sự phát triển trí tuệ quán. Khi chúng ta quan sát cái đối và cái khác qua sự kham nhẫn, chúng ta tiếp đến sự quán chiếu và kham nhẫn. Khi mà tiếp xúc với những loài như là ruồi, muỗi, các loài bò sát, suy tư như thế nào? Hãy suy tư về cái sự tái sanh vào loài thú. Tại sao như vậy? Bởi vì khi chúng ta bị kiến cắn đi, hãy suy tư, rồi thì cũng có một kiếp nào đó mình cũng sẽ tái sanh vào loài kiến như thế này. Mà khi mình đã tái sanh vào loài kiến, mình sẽ có tâm trạng của loài kiến. Mà khi mình có tâm trạng của loài kiến, có cơ hội mình sẽ cắn người này người kia. Mà khi mình cắn người này người kia, làm sao mình biết được cái người mình cắn là có đức hay không có đức? Nếu lỡ mình cắn vào bậc có giới hạnh thì mình sẽ tạo các cái trọng nghiệp. Cũng tương tự như vậy, khi con muỗi nó chích mình, quan sát nó. Rồi cũng có một kiếp chúng ta tái sanh vào loài muỗi. Rồi khi tái sanh vào loài muỗi, chúng ta phải sống theo cách sống của loài muỗi, tức là phải hút máu. Nếu lỡ mình hút máu nhằm bậc có đức hạnh thì mình sẽ tạo nghiệp. Còn mình hút máu bất kỳ vật nào thì mình cũng đều tạo nghiệp hết. Nhưng bậc đức hạnh thì tạo nhiều nghiệp hơn. Nghĩ như vậy mà mình biết sợ. Hoặc khi mà mình bị con này con kia nó cắn, mà nếu như mình không kham nhẫn được, giả sử như mình bị cọp cắn, bị thú dữ cắn chết, vào giây phút đó mà mình không giữ được chánh niệm, rất có thể mình sẽ tái sanh vào loài thú. Có một vị tỳ kheo, khi vị đó quan sát các kiếp quá khứ, vị đó thấy rằng đó, kiếp trước vị đó là một con hổ, mà kiếp trước nữa vị đó là một con nai. Rồi vị đó quan sát là tại sao vị đó thấy rằng trong cái kiếp mà vị đó làm nai đó, vị đó bị một con hổ tấn công ăn thịt. Và khi bị ăn thịt như vậy đó, con nai có sự dính mắc đối với con hổ. Và thế là trong giây phút cận tử vì sự dính mắc với con hổ, vị đó tái sanh vào loài hổ. Rồi hoặc như một người nghèo ở trong chú giải pháp cú, khi mà chạy trốn một cái nạn đói, đi đến một ngôi nhà họ phân phát lương thực miễn phí, vị này ăn, rồi nhìn thấy con chó của nhà giàu nó ăn quá ngon, vị này có cái lòng hâm mộ con chó. Và vì đói lâu ngày mà ăn quá no, cho nên tối hôm đó trúng thực mà chết.
do có lòng hâm mộ đối với con chó của nhà giàu, vì ấy tái sanh vào và làm con của chính con chó đó. Cho nên hãy quan sát, suy tư, cẩn thận. Nhờ như vậy đó, chúng ta không dao động và không từ bỏ, và suy tư để phát triển trí tuệ quán như thế nào. Thế nào là suy tư để phát triển trí tuệ quán? Hãy suy tư. Giả như chúng ta đang bị con này con kia nó cắn, từ con nhỏ đến con lớn, hãy suy tư. Trong dòng sanh tử luân hồi, chúng ta đã vô số kiếp rơi vào miệng cọp, rơi vào miệng thú dữ, hoặc đã vô số kiếp phải chịu cái khổ do mũi cắn, cái khổ do ruồi nó quấy nhiễu, cái khổ do những con bò sát. Mà chính bởi vì chúng ta đã bị khuất phục, cho nên chúng ta tiếp tục sanh tử luân hồi. Chính bởi vì như vậy, bây giờ chúng ta phải kham nhẫn. Đó là cách phát triển trí tuệ quán. Hãy suy tư. Ta sẽ không dao động. Ta sẽ ở yên tại chỗ. Dù cho mũi nó cắn ta, dù cho con này con kia nó cắn ta, dù cho con rắn nó cắn ta, ta vẫn sẽ ở yên tại chỗ. Nhờ như vậy đó, chúng ta mới có cơ hội phát triển trí tuệ quán. Sư nói thì sư biết nó rất khó, bởi vì có những giai đoạn mà chúng ta quyết định: một là chứng, hai là chết, ba là chứng rồi chết. Mà nếu như mình bỏ tấm thân này mà mình chứng đắc được đạo quả thì nó quá lời. Chư Bồ Tát, khi các ngài hành Ba La Mật bậc thượng đó, các ngài có khả năng vì cái sự kham nhẫn mà hy sinh tính mạng, mà chúng ta gọi là nhẫn nhục Ba La Mật bậc thượng. Nhờ như vậy mình mới vượt qua được. Thành ra đó, đây là thời điểm mà ta sẽ nhẫn nhịn với cơn đau này. Đây là thời điểm mà ta phát triển trí tuệ quán. Hãy nghĩ về Bồ Tát trong các kiếp ngài đã nhẫn nhịn như thế nào. Khi mà ngài làm vị tiên nhẫn nhục, ngài bị người ta đánh đập, ngài bị người ta xẻo lỗ tai, bị cắt tứ chi, ngài bị người ta giết hại, nhưng ngài vẫn nhẫn nhục và không hề có một sự oán thán. Hãy nghĩ về ân đức của các bậc thiện nhân, chắc ngài đã làm rất là tốt. Hoặc như trưởng lão Bát Tha Ni Giá ở trong Thánh Nhân Ký Sự, ngài đang ngồi nghe pháp như thế này trong thiền đường, một con rắn nó cắn ngài. Ngài thấy đây là thời điểm để ta nhẫn nại, và ngài đã kham nhẫn để con rắn nó cắn. Nó cứ để nó cắn xong rồi nó đi, và nọc độc đi vào trong cơ thể ngài. Ngài tiếp tục phát triển trí tuệ quán.
Và khi mà nọc độc giết chết cái cơ thể phàm phu của Ngài thì Ngài chứng đắc được thánh đạo thánh quả, nhờ phát triển trí tuệ quán. Mà phát triển cái gì? Phát triển cái mà sư vừa nói với quý vị. Suy nghĩ, vô số kiếp rồi ta phải chịu cái khổ như thế này, mà do đâu chúng ta phải chịu cái khổ như thế này? Là do chúng ta có tấm thân này. Do đâu mà mình có tấm thân này? Do mình tạo các nghiệp thiện ác đời trước. Và trong dòng sanh tử luân hồi, vì chúng ta bị khuất phục, chúng ta không vượt qua được, không kham nhẫn được, cho nên chúng ta tiếp tục sanh tử luân hồi. Chính bởi vì như vậy, bây giờ ta phải kham nhẫn. Và từ đó, dòng sanh tử luân hồi này không có gì để ta phải luyến tiếc. Nhờ như vậy, chúng ta mới có được sự nhàm chán. Mà nhờ sự nhàm chán đưa đến ly tham, nhờ sự ly tham đưa đến giải thoát. Cho nên quý vị thường hay nghe ở trong kinh tạng, một vị tỳ kheo bị hổ cắn, bị hổ ăn thịt, vị đó phát triển trí tuệ quán. Nghe thì nghe như vậy, nhưng mà mình phát triển cái gì? Không lẽ quý vị như là đi các cái khóa thiền rồi vị đó chỉ đơn giản là đau à, đau à, đau à là xong hay sao? Không hề. Nãy giờ cái mà sư nói với quý vị, cái cách kham nhẫn đó là sự suy tư khi chúng ta phát triển trí tuệ quán. Từ đó trí tuệ mới phát sanh, thưa quý vị. Còn nếu như mình chỉ nhìn vào cái cảm thọ mà mình nói à đau nè, đau nè, đau nè, đau nè, có bao giờ quý vị thắc mắc là cái trí ở đâu ra không? Đấy. Cho nên sư mới nói, ngày hôm nay quý vị học cái pháp kham nhẫn mà chúng ta chưa bao giờ học ở bất kỳ chỗ nào khác. Đến sự quán chiếu, kham nhẫn với mọi việc bị nói xấu và cách nói khiếm nhã. Khi mà chúng ta bị nói xấu như vậy đó, chúng ta suy tư, quyết định ta sẽ kham nhẫn. Suy tư cái gì? Suy tư về nghiệp quá khứ. Mình đã làm cái gì để mình bị như thế này? Nếu như chúng ta bị người ta nói xấu sau lưng, thì chúng ta hãy suy tư, chúng ta trong kiếp này có nói xấu sau lưng người khác hay không? Có bình luận về người khác hay không? Hoặc có thể đây là cái nghiệp trong quá khứ chúng ta đã từng nói xấu người khác. Hoặc khi chúng ta bị vu oan, hãy suy tư mình có từng nói sai người khác hay không? Có từng phỉ báng người khác hay không? Hoặc đó có thể là kiếp quá khứ mình đã vu oan cho người khác. Chính bởi vì như vậy mình phải chịu cái nghiệp như thế này. Và bây giờ này, quý vị hãy suy tư, mình có mở miệng nói lời nặng nề với người khác hay không? Mình có từng mắng chửi người khác trong kiếp này hay không? Mà nếu có thì mình, cái chuyện mình phải chịu người khác mắng chửi đó là chuyện đương nhiên, không cần phải trách ai cả. Thành ra đó, hãy suy tư về các nghiệp quá khứ. Rồi mình tiếp tục suy tư cái hại khi mà mình mở miệng như thế nào. Hễ mình mở miệng ra đó,
cái người họ đang chửi mình họ có cần nghe hay không? Cái người mà họ đang phỉ báng mình họ có cần nghe hay không? Họ không cần nghe. Mà giống như trong Tăng Chi Bộ Kinh có nói đó, cái người mà sân á, nó giống như một cái đống phân bò vậy. Càng lấy cây que mà càng quậy thì nó càng thối. Cái người họ chửi mình, cái người họ đang phỉ báng mình, cái người họ đang sỉ nhục, đang tấn công mình bằng lời nói, mình mở miệng ra mình càng nói thì họ lại càng tấn công mình dữ hơn. Cho nên cái chuyện mình mở miệng là không cần thiết. Mình mở miệng nó chỉ giống như là đổ thêm dầu vào lửa thôi. Giống như là mình đang khiêu khích họ. Mình mở miệng ra mình nói cái gì? Nói là anh nói mà tôi không có giận đâu. Tức là mình đang nói họ, anh chửi không có si nhê. Đúng không? Cho nên không cần phải trả lời. Hãy suy tư. Và như trong chú giải Pháp Cú, Đức Thế Tôn nói, hãy học sự im lặng đối với những lời chỉ trích và phỉ báng như là một cái chuông bị bể. Tức là chúng ta im lặng, chúng ta không có nói một cái gì hết, thì như vậy chúng ta mới có cơ hội kham nhẫn, phát triển trí tuệ quán và vượt qua sự đau khổ này. Hãy nghĩ đến gương của các bậc tiền nhân, như là Ngài Chuẩn Lão Đi Gáp Phà Nát Cà Phá Giá. Trong một lần Ngài đi từ cái ngôi làng này qua ngôi làng kia, quý vị biết dân chúng nó chặn đường Ngài, nó chửi suốt cả con đường, khiến cho con đường đó không thể lưu thông một cách bình thường được. Mà Ngài vẫn tiếp tục Ngài đi. Rồi khi mà Ngài đi được tới nơi đó, Ngài hứng chịu vô số lời chỉ trích. Sư đệ của Ngài mới hỏi Phạn Tế, họ chửi Ngài như vậy có khó chịu lắm không? Ngài rửa chân rồi, Ngài chỉ nói đơn giản, hãy kham nhẫn. Này sư đệ, hãy kham nhẫn, đừng nói gì cả. Hãy thực hành, đừng nói gì cả. Thì như vậy đó, nó vượt qua. Như là nàng Chinh Cha đó, nàng độn bụng phỉ báng Thế Tôn, nói đây, đây là con của Như Lai nè, ông dạy người ta ly dục mà bây giờ cái bụng của tôi nè, bây giờ ông lo đi. Đức Thế Tôn Ngài im lặng, Ngài nói một câu mà phải nói là cái người không hiểu chuyện họ không hiểu gì hết. Ngài chỉ nói là, nói với nàng Chinh Cha, này Chinh Cha, trong chuyện này chỉ có ta và nàng biết. Phải nói Ngài là bậc chánh đẳng giác, cho nên Ngài vượt qua cái nạn đó. Chứ còn bây giờ mà có một bà bầu bà chạy sòng sọc vô trong đây và nói ông sư Hạnh Tuệ, ông nói cho giỏi, bây giờ cái bụng tôi tính làm sao? Mà sư dám nói một câu trong cái chuyện này chỉ có tôi với cô biết, là cái chuyện lớn, không có đơn giản đâu. Cho nên sự im lặng, nhẫn nại là tối thượng. Người ta phỉ báng mình, im lặng. Khi im lặng như vậy, chúng ta suy tư cái gì? Giống như nãy giờ sư nói với quý vị, suy tư. Do các nghiệp quá khứ cho nên chúng ta mới phải chịu như thế này. Mà nếu như chúng ta không thể kham nhẫn được, không thể im lặng được, thì chúng ta lại tiếp tục đưa đến sự bất mãn và đưa đến
các cái nghiệp tái sanh ở đời sau kiếp khác. Hễ còn tái sanh là chúng ta còn gặp những cảnh này, còn bị mắng chửi, còn bị gặp những lời khiếm nhã, còn bị gặp những cái cảnh như thế này. Có đủ để nhàm chán hay chưa? Có đủ hay chưa? Nó đã quá đủ để nhàm chán rồi, đã quá đủ với dòng luân hồi rồi. Nó không còn gì đáng để chúng ta luyến tiếc nữa. Hãy buông bỏ. Có đáng vì cái này cái kia mà mình mở miệng tạo các nghiệp thiện ác? Không đáng nữa. Đây là lúc để chúng ta từ bỏ. Đây là lúc để chúng ta ly tham. Đây là lúc để chúng ta giải thoát. Nhờ như vậy trí tuệ quán của chúng ta mới phát triển. Rồi chúng ta lại phải kham nhẫn đối với sự đau đớn. Khi chúng ta hành thiền, lúc nào cơn đau cũng có mặt. Hãy quan sát nó. Quan sát như người lính nhìn tên gián điệp đang nỗ lực thuyết phục để vượt vào cổng thành. Hãy nhìn vào cơn đau, hãy nhìn vào sự run rẩy, hãy nhìn vào sự ham muốn dễ chịu. Nhìn vào nó, hãy cẩn thận với nó, và ta sẽ không rung động. Những cái khổ ở trong địa ngục mà chúng ta phải chịu, nó hơn rất là nhiều so với những sự đau đớn mà chúng ta đang chịu đây. Có những địa ngục mà ở đó đó, người ta bị giáo nó đâm liên tục không ngừng nghỉ. Hoặc có những địa ngục chúng sanh bị thiêu đốt, hoặc có những địa ngục chúng sanh bị hành hạ không ngừng nghỉ. Mình có đau cách mấy đi nữa thì cũng đâu có ai hành hạ mình. Mình có đau cách mấy đi nữa cũng không có ai đâm chém mình. Mà cái đau thế này, sự buốt nhói như thế này mà mình không nhịn được thì khi mình rơi vào địa ngục mình chịu sao nổi đây? Rồi trong dòng sanh tử luân hồi đã vô số kiếp mình phải chịu những sự đau khổ, những sự buốt nhói. Đặc biệt là giây phút cận tử, sự co rút, sự khó chịu, sự đau đớn, sự buốt nhói mà mình phải chịu trong dòng sanh tử luân hồi, và đặc biệt phải chịu trong giây phút cận tử, không bao giờ là chấm dứt khi mà mình vẫn còn luân hồi sanh tử. Đây có phải là lúc để mình nhàm chán hay chưa? Chúng ta đã vô số kiếp bị chinh phục, vô số kiếp chúng ta không chịu nổi sự đau đớn này, vô số kiếp khi đối diện với cơn đau chúng ta không phát triển được trí tuệ quán, chúng ta không đi đến được sự nhàm chán đối với dòng sanh tử. Không lẽ bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục bị nó khuất phục hay sao? Chính bởi vì như vậy, hãy suy tư, hãy nhàm chán đối với các dục, hãy nhàm chán đối với tất cả sự hưởng thụ. Nhờ như vậy chúng ta mới xác định đây là thời điểm để chúng ta vượt qua. Các bậc tiền nhân đâu phải dễ mà các ngài kham nhẫn. Các ngài phải tập. Nhờ sự luyện tập đó mà các ngài mới có sự kham nhẫn. Trong Trung Bộ Kinh, bài kinh ví dụ cái cưa, Đức Thế Tôn nói nếu như có người đó căng hai tay hai chân của mình ra lấy một cây cưa mà cưa đôi người mình ra, mà nếu như mình có sự đau đớn
có sự hoảng sợ, có sự hiềm hận, thì mình vẫn chưa đạt được sự kham nhẫn. Thành ra hãy suy tư, hãy suy tư về cơn đau mà mình đang phải chịu. Hãy cảnh giác đối với những phản ứng của cơ thể, đối với những phản ứng của tâm muốn đi tìm cái dễ chịu. Và hãy suy tư trong dòng sinh tử luân hồi này, nó đã quá đủ rồi, quá đủ rồi. Đây là thời điểm chúng ta phải nhàm chán. Nhờ như vậy trí tuệ quán mới phát triển được. Còn nếu như cái việc quán thọ trong tứ niệm xứ, quý vị chỉ đơn giản đau, biết là đau, thì cái trí nó khó phát triển lắm. Chỉ khi nào chúng ta học thì chúng ta mới biết, à thì ra cái pháp kham nhẫn nó ghê gớm tới như vậy. Cho nên sư mới nói là quý vị ngày hôm nay đã học phương pháp thực hành kham nhẫn mà chúng ta chưa bao giờ thấy ở bất kỳ chỗ nào khác. Cho nên học trung bộ mà có chú giải dựa trên pháp hành nó hay vô cùng. Cái sự kham nhẫn ở đây, bây giờ nó còn khoảng 10 phút, sư mở rộng thêm một tí xíu. Sự kham nhẫn ở đây nó còn diễn biến ở nhiều mặt. Ví dụ như kham nhẫn với những lời dạy dỗ. Chúng ta muốn phát triển được thì chúng ta phải chấp nhận được dạy dỗ. Còn nếu như hễ ai nói một cái gì dù đúng hay sai, chỉ cần trái ý nghịch lòng, mình không nghe thì làm sao tiến bộ. Mà ở trong Tăng Chi nói cái người khó dạy, người không có khả năng kham nhẫn với lời dạy dỗ, đó là kẻ ngu. Và người không có khả năng kham nhẫn với những lời dạy dỗ, họ sẽ không thể tiếp thu được cái tốt, cái đẹp của những bậc trí đã trao cho. Có rất nhiều những người ham muốn xuất gia, nhưng rồi khi đi vào xuất gia đó, mình muốn làm ông này bà nọ, muốn được người ta kính lễ mà không muốn ai ở trên đầu mình để dạy mình cái gì. Từ những sự khó dạy đó, mình từ chối sự dạy dỗ. Rồi sau đó hễ nghe ai đó dạy dỗ, mình trở nên khó chịu. Và từ đó mình trở thành những hạt giống thối trong đạo. Rồi khi chúng ta làm các thiện pháp, chúng ta cũng phải kham nhẫn. Đừng có nói làm thiện nó dễ. Chúng ta làm thiện nhỏ đó, nó dễ lắm. Ra đường thấy tên ăn, thấy người ăn xin cho 5.000, 10.000 rất là dễ. Nhưng chúng ta làm các cái thiện lớn, nó càng lớn thì chúng ta lại càng phải gặp nhiều chướng ngại. Đây là chuyện mà nhiều vị sư đã trải nghiệm. Mình làm nhỏ, mình hưởng thụ không vấn đề gì. Mình làm thiện nhỏ nhỏ thôi không vấn đề gì. Nhưng khi mình làm lớn, đặc biệt cái thiện đó ảnh hưởng đến nhiều người, cái thiện đó giúp đỡ được nhiều người, cái thiện đó nó lâu dài, thì cái thiện càng lớn, sức cản càng lớn. Mà nếu như mình không có khả năng kham nhẫn, mình sẽ buông bỏ, mình sẽ chán nản. Tại sao? Tại sao họ lại cản tôi? Tôi có lòng tốt mà. Họ bất mãn. Tại sao khi tôi nỗ lực, tôi bỏ ra nhiều như vậy mà không ai công nhận? Họ chán nản. Rồi từ đó, chính bởi vì không thể kham nhẫn được, họ lui sụp trong các thiện pháp. Cho nên
cái chuyện mà chúng ta xuôi theo dòng sanh tử nó dễ lắm quý vị à. Nhưng nếu như chúng ta đi ngược dòng sanh tử nó khó vô cùng. Mà chính bởi vì như vậy chúng ta phải kham nhẫn. Đặc biệt làm phước, làm thiện càng lớn thì lại phải càng kham nhẫn. Không dễ. Chính bởi vì như vậy đó, cái pháp nhẫn nhục đó, nó mới là một trong 10 ba la mật hoặc một trong lục độ. Để chi? Để một vị Bồ Tát đi đến đạo quả Bồ Đề. Bởi vì cái phước của Ngài đó, Ngài cần phải làm rất nhiều mới có thể chứng đắc được đạo quả. Mà phước đó phải là phước lớn. Cái phước lớn đó phải ảnh hưởng rất là nhiều người. Mà càng nhiều thì sức cản càng lớn. Không có kham nhẫn còn lâu mới tiến bộ được. Hoặc như các cái vị trưởng lão, có nhiều khi các ngài bệnh mà các ngài vẫn kham nhẫn. Tới hồi mà quý vị bệnh, quý vị mở cái bài kinh này ra thì sư e là nó hơi trễ. Cho nên trước khi chúng ta đối diện với những cơn đau, trước khi chúng ta đối diện với những cái khổ, cần sự kham nhẫn. Và đặc biệt đối với những ai đang làm phước, đang làm thiện pháp, đang có những dự định, dự kiến mở các thiện pháp nào đó, thì hãy học hạnh kham nhẫn. Hãy thực hành sự kham nhẫn, để khi chúng ta chịu sự thử thách, chúng ta có khả năng vượt qua. Nhờ có khả năng vượt qua, chúng ta mới đi đến được các cảnh giới cao hơn, đặc biệt là những sự chứng đạt mà xưa giờ chúng ta chưa bao giờ chứng đạt. Như là ở trong Tương Ưng Đế Thích, khi mà vua trời Đế Thích chiến thắng Atula, chúa Atula đó mắng chửi vua trời Đế Thích, nhưng mà vua trời Đế Thích vẫn nhẫn nại im lặng. Những vị trời đó mới nói là tại sao mình đã bắt được vua Atula rồi mà mình không bịt miệng ổng lại, mình không dùng sức mạnh để mình đàn áp, để mình cho ổng im lặng, mà cứ để ổng mở miệng ổng chửi như vậy. Và nếu như vua trời Đế Thích mà không có phản ứng, người ta sẽ nghĩ là mình sợ họ. Vua trời Đế Thích mới nói như thế này: cứ để cho những kẻ ngu vui với suy nghĩ đó đi. Khi ta kham nhẫn thì ta chiến thắng được hai lần. Thứ nhất là chiến thắng những kẻ đã phỉ báng ta. Thứ hai là chiến thắng chính ta. Cho nên sự kham nhẫn là tối thượng. Quý vị đâu có ngờ là có những kiếp như là khi Bồ Tát làm mấy con voi bị những cái con khỉ nó phóng uế trên đầu mà Ngài vẫn nhẫn nhịn được. Mà bây giờ mình không nhẫn nhịn được ở sự đời thì phải nói cái đời nó khổ càng thêm khổ. Cho nên cái buổi giảng ngày hôm nay, sư mong là quý vị có sự ghi chép, có sự ghi nhớ và có sự thực hành. Cho nên chúng ta thấy là Trung Bộ Kinh là bài kinh chuyên về pháp hành. Mà nếu như chúng ta chỉ đơn giản ngồi nghe chơi cho vui thì nó sẽ khá là khô khan. Còn nếu như chúng ta nghe với cái tư thái là người thực hành, chúng ta sẽ thấy đây là một kho tàng không bao giờ hết. Thành ra mong quý vị cố gắng để cái lớp chúng ta được tiếp tục lâu dài, và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh
đặc biệt là chư thiên ngự xung quanh ngôi chùa An Lạc. Cầu mong cho tất cả quý vị đạt được sự an vui và đặc biệt là phát sanh trí tuệ nhằm thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.